Hello, xin chào cả nhà nha. Thì cả nhà biết không, hiện tại là ngày hôm nay Thư nhận được một cái đơn hàng 50 gram đông trùng của bạn Thư để mua về ngâm rượu tặng cho ba và ông. Thì bạn có thấy cái thông tin cái hình mà Thư đăng trên Facebook á, là rượu đông trùng có thể là hỗ trợ là giúp là giảm giúp mỏi nè, tăng cường sức đề kháng nè, giúp ngủ ngon nè. Ngoài ra thì còn có công dụng là tăng cường sinh lý nữa. Thì bạn thấy như vậy thì bạn inbox với Thư để bạn thử mua cái lọ đông trùng này về ngâm tặng cho ba và cho ông. Thì do bạn chưa có lấy liền là bạn nhờ Thư mua rượu trắng đổ vào ngâm sẵn cho nó ra dần nước cốt, xong rồi sau đó là bạn sẽ mua thêm những cái phụ kiện khác và rượu về tự ngâm riêng. Thì đối với một cái lọ đông trùng như vậy nè, một lọ sáp đông đông trùng, xin lỗi một cái lọ đông trùng 50 gram như vậy nè, mình có thể là ngâm từ 3 đến 5 lít rượu đó. Thì các bạn có thể là ngâm cùng với là nấm linh chi, sâm hay là táo đỏ kỷ tử để mình ngâm trong vòng 1 tháng là mình có thể là sử dụng được rồi. Nếu mình ngâm lâu hơn thì nó sẽ ngon hơn rất là nhiều luôn. Nếu mà bạn nào có nhu cầu mua nấm đông trùng mà về để ngâm rượu này hay là ngâm mật ong để sử dụng á, thì nhanh tay inbox Thư nha.